Đặng Văn Lâm không sai, Iraq khinh thường Việt Nam. Tôi nghĩ không có gì chê trách Đặng Văn Lâm, đội bạn đá quả đó quá hay. Dương Hồng Sơn nói về bàn thua thứ 3 của tuyển Việt Nam trước Iraq. Huấn luyện viên Park Hang-seo trong cuộc họp báo bày tỏ ý kiến rằng thủ môn đã chọn sai vị trí, dù ông không trực tiếp nói ra tên của Văn Lâm. Trên sóng truyền hình quốc gia danh thủ, Phạm Như Thuần lại có đánh giá khác, cho rằng Văn Lâm đã chọn chỗ hợp lý kiểu 7-3 khi so sánh với bàn thua trước Malaysia ở AFF Cup, bàn thua mà anh chọn chỗ kiểu 6-4 nhưng cú sút của đối phương quá tốt. Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, đúng là Văn Lâm đã không có tình huống xử lý tốt, dẫn tới bàn thua của tuyển Việt Nam trước Malaysia. Nhưng ở trận đấu với Iraq, Văn Lâm đã xử lý tốt và không thể trách Văn Lâm ở bàn thua từ pha đá trực tiếp ở những phút bù giờ. Tôi thấy Văn Lâm đã chọn đúng vị trí mà một thủ môn phải đối mặt với một pha đá phạt trực tiếp, tức là Văn Lâm đã chia khung thành với tỷ lệ 7-3, hàng rào sẽ che chắn 7 phần và thủ môn đứng ở góc còn lại. Anh ta đã đoán được ý đồ đá góc xa của đối phương và tung người cản phá nhưng không thành công, bởi đơn giản đó là pha đá phạt đẳng cấp của cầu thủ Iraq, như Thuần kết luận. Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn, nhà vô địch AFF Cup 2008, đã chia sẻ với báo ngay xong trận thua 2-3 của tuyển Việt Nam trước Iraq. Theo đó, người hùng AFF Cup 2008 lý giải cụ thể về chuyện tranh cãi về pha đá phạt của Iraq khiến Việt Nam thua, khi nhiều ý kiến bất ngờ chỉ trích thủ môn Đặng Văn Lâm đứng sai vị trí. Tình huống đá phạt của đội Iraq quá hay, còn chuyện đứng hàng rào là tùy theo chiều cao của hàng rào và thủ môn. Tôi nói thế này để giải thích câu hỏi về chuyện tại sao thủ môn không đứng giữa khung thành ở các tình huống đá phạt. Thủ môn chọn góc đứng phụ thuộc vào chiều cao của mình và điểm đá phạt. Nếu thủ môn có chiều cao tốt sẽ đứng khoảng cách trong khung thành là 3-7. Nếu thủ môn không có chiều cao sẽ đứng tỷ lệ là 4-6, Dương Hồng Sơn nói. Theo thủ môn Dương Hồng Sơn, tình huống đá phạt của Iraq quá hốc hiểm nên không thể trách thủ môn Đặng Văn Lâm. Tôi nghĩ không có gì trách Đặng Văn Lâm, đội bạn đá quả đó quá hay, Dương Hồng Sơn chia sẻ và nhận xét thủ môn Đặng Văn Lâm không có gì sai trong cả 3 bàn thua của tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam trận này chơi xuất sắc nên không có gì chê trách. Nói chung, Iraq đã coi thường, khinh thường mình. Cách nhập cuộc của họ là như thế nào? Sau đó Việt Nam có bàn thắng thì Iraq đã đẩy cao lên đá ở hiệp 2, Dương Hồng Sơn nói. Sự khinh thường của Iraq cũng được chính cầu thủ Anani Ali số 6 trả lời báo chí sau trận thắng Việt Nam. Trong hiệp 1, chúng tôi đánh giá thấp đối thủ và mất kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, hiệp 2, đội bóng đã thay đổi một số thứ và loạt bỏ được những sai lầm và cuối cùng có 3 điểm. Nhận xét chung, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng không có gì chê trách tuyển Việt Nam sau màn trình diễn trước Iraq, còn thủ môn Đặng Văn Lâm không có gì sai sót để đáng trách. Trong cả 3 bàn thua trước Iraq, cần nhắc tuyển Việt Nam đã chơi rất hay trước Iraq ở hiệp 1 khi hai lần vươn lên dẫn trước. Công Phượng chơi cực hay khi góp công lớn vào hai bàn thắng, trong đó có pha lập công ở phút 42. Nhưng sự khác biệt về trình độ lẫn thể lực giúp cho Iraq ngược dòng thắng 3-2. Sau trận thua trước tuyển Iraq, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội bóng mạnh nhất bảng D và ứng viên số 1 cho ngôi địch là tuyển Iran. Tuyển Iran đã có trận thắng tưng bừng 5-0 trước Yemen trong ngày ra quân ở ASEAN Cup 2019.